chào quý vị khán thính giả đài SET. Chúng tôi là bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ thuộc tổ hợp y tế Bonza Medical Group, EMVI Medical Group. Hôm nay chúng tôi lại được phép trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Chúng tôi được xin phép nhắc nhở quý vị là cái mùa này là cái mùa của những người Medicare Advantage được phép hoán chuyển cái tổ hợp bác y tế của mình hoặc là cái bảo hiểm sức khỏe của mình, để làm sao quý vị có thể chọn được cái bảo hiểm nào nó thích hợp với cái điều kiện sức khỏe của mình, nghĩa là nó có thể cover cho bệnh thuốc, bệnh tật, nằm nhà thương làm sao. Thì nghĩa là cho mùa này nếu không quý vị không đổi đấy thì quý vị chờ đến năm tới quý vị mới được làm, bởi vì đến 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 là hết hạn rồi. Quý vị mà không đổi là quý vị phải ở nguyên trong đó, quý vị không thích cũng phải được ở nguyên trong đó. Thì chúng tôi nhắc nhở quý vị như vậy để quý vị nhớ. Còn quý vị muốn thắc mắc gì hơn ấy, thì xin quý vị có thể kêu lên văn phòng của chúng tôi số 714-531-2091 hỏi cô Điệp hoặc là cô Jenny Kiều, thì các cô sẽ có thể giúp cho quý vị. Và trong cái từ khóa biểu làm sao thì quý vị có thể nghe được những cái buổi thuyết trình của nhiều chuyên viên khác nhau. Người ta sẽ nói chuyện với quý vị, người ta sẽ giúp cho quý vị. Quý vị đến có thể nói chuyện với họ và hỏi họ những câu hỏi cần thiết của quý vị. Quý vị nói xem là quý vị bị bệnh gì trước đây hay uống thuốc gì, thì người ta biết những cái thuốc nào khám bảo hiểm nó sẽ cover cho quý vị, và người ta sẽ giới thiệu quý vị, người ta không đứng về phía nào cả, người ta sẽ rất công tâm giúp cho quý vị để quý vị được nhiều quyền lợi của quý vị được bảo vệ. Xin cảm ơn quý vị nhớ 714-531 sáng thứ năm từ 10 giờ đến 11 giờ hoặc chiều thứ tư 1:30 thì sẽ có những thuyết trình khác nhau. Xin mời quý vị kêu lên văn phòng của chúng tôi để được biết tin tức thêm, và quý vị sẽ được đến đó để được nghe thuyết trình rất là cái tính cách cá nhân có lợi cho quý vị. Mong quý vị, hoặc là quý vị có thể đi kêu điện thoại cũng được. Xin mong quý vị kêu đến văn phòng của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ sang cái mục tin là cập nhật về vấn đề COVID-19. Tin nóng buồn là trên thế giới bây giờ chúng ta đã có trên 250 triệu người bị COVID rồi. 250 triệu người, quý vị nhìn cái hình đó. Và có trên 5 triệu người đã chết rồi. Ở bên Hoa Kỳ của chúng ta thì có trên 46 triệu người bị COVID. Và có 755.000 người đã chết vì COVID rồi. Số người chích ngừa trong cuối tuần vừa rồi thì mỗi ngày là 1.276.000 người chích. Tức là chúng ta đã chích được khoảng 59% dân số Hoa Kỳ chích full injection rồi. Thế còn nếu mà mình tính theo một mũi đó thì khoảng trên 70% rồi. Đó là tin khá vui và quý vị. Và tổng cộng như vậy là chúng ta đã chích được 193.3 triệu. Và chúng ta phải nhớ một điều là nếu mà quý vị nào mà trên 18 tuổi mà quý vị phải đi làm, quý vị đã chích 2 mũi Pfizer thì sau 6 tháng quý vị được quyền chích mũi thứ 3. Nên đi chích mũi 3 không phải được quyền, nên được chích mũi thứ 3. Nó bảo vệ cho quý vị đỡ bị breakthrough infection, nhất là những người già trên 65 tuổi nên đi chích. Pfizer nó nhẹ lắm quý vị, chích không có sợ phản ứng phụ đâu. Cái Moderna thì cũng không phản ứng phụ nhiều, nó chỉ đau cái tay, hơi sốt chút xíu buổi tối. Nó chích mũi thứ 3 nó chỉ có 50 microgram, tức là nửa liều chính của nó. Nếu mà chích cả liều thì nó sợ hành nhiều, chứ còn nửa liều chính không sao cả. Cái thứ ba, cái Johnson Johnson, nếu quý vị chích 2 tháng thì quý vị được chích mũi thứ 2. Cũng rất là tốt đấy quý vị. Và người ta còn nói là quý vị có thể thay thế, chính phủ Hoa Kỳ chính thức là nếu quý vị chích Johnson, quý vị muốn chích mũi thứ 2 đấy, quý vị có thể đổi sang Pfizer hoặc Moderna, không sao cả, rất tốt, không sao. Quý vị cứ đến những nơi bác sĩ của mình hoặc là cái trung tâm những pharmacy lớn ấy, thì họ sẽ chích thuốc cho quý vị. Mong quý vị đi chích mũi thứ 3 để bảo vệ cho sức khỏe của mình. Và cái chốc chúng tôi sẽ nói quý vị ở bên châu Thái đấy, thì người ta thấy nếu quý vị chích mũi thứ 3 thì quý vị nó bảo vệ cho quý vị đến 92% không bị nguy hiểm tính mạng và ít bị bệnh nặng, ít phải nằm nhà thương, cho nó rất là lợi cho chúng ta, nhất cả những người lớn tuổi hay trẻ tuổi đều như vậy cả. Thì bây giờ để nói quý vị chích ngừa rồi mà có nhiều người người ta không chịu chích, đó là cái văn minh, cái tự do của nước Mỹ, không chịu chích, mà không chịu chích là vì có những cái đức tin của người ta, hoặc là người ta không chịu chích, nhưng chẳng may lúc đùng người ta bị là sao. À, thì bây giờ chúng tôi sẽ hy vọng là trong 1-2 tháng nữa nước Mỹ nó sẽ cho bán cái thuốc uống để chúng ta chống lại bệnh này. Hãng Pfizer nó có ra thông cáo tuần vừa rồi, nó có cái thuốc của nó rất là tốt, tên của nó trên sẽ bán ở thị trường là Paxlovid. Thuốc này nó là cái chất protease inhibitor giống như thuốc chống lại HIV đó thưa quý vị. Nó hiệu nghiệm 89% nếu mà quý vị uống trong vòng 3 ngày sau khi quý vị bị COVID. Nó hiệu nghiệm 85% nếu quý vị uống 5 ngày sau khi quý vị bị COVID. Rất an toàn, ít phản ứng phụ, nhẹ lắm, không có sao cả. Và nó làm cho quý vị không có ai chết. Quý vị chích cái này, quý vị uống cái này, quý vị không chết gì cả. Quý vị còn nhìn con số cho nó, quý vị thấy nó lợi tốt lắm. So sánh với những người mà uống thuốc giả thì người ta cũng bị nhiều người phải nằm nhà thương.
Còn nếu không thì quý vị ít làm nhà thương. Nếu còn cái đó là cái thuốc của Pfizer thì người ta hy vọng rằng là đến cuối năm nay nó sẽ được nổ phép lên, có thể đầu năm tới chúng ta sẽ được bán trên thị trường. Thuốc này uống ngày 2 lần, mỗi lần buổi sáng 3 viên, buổi chiều 3 viên. Cái câu hỏi đặt ra là thuốc bao nhiêu tiền, thì tôi phải nói cho quý vị tin vui là cái thuốc này chính phủ Mỹ đã mua rồi, mua cả mấy trăm liều, mấy trăm ngàn liều, năm tới cả mấy triệu liều để dành cho người nào mà bị Covid ấy. thì chính phủ sẽ đưa cái thuốc này cho chúng ta uống, nhưng chúng ta nên chích ngừa chứ không phải chúng ta chờ bị chích bị Covid thì uống được thuốc này, vì nó bảo vệ chúng ta có 89% khi chúng ta chích đấy, thì chúng ta bảo vệ được 95-96%. Quý vị nghe thấy nó khác hẳn nhau mà nó rẻ hơn nhiều. Thế còn cái thuốc nữa của hãng Merck thì thưa quý vị, nó cái tên của nó là Monopiravir, cái tên khoa học của nó, thì cái tên trên thị trường nó là Lagevrio. Cái thuốc này cũng tốt lắm, một ngày quý vị phải uống 2 lần, mỗi lần quý vị uống 4 viên buổi sáng và 4 viên buổi chiều. Cái thuốc này Nicotine nó rất là tốt, nó giúp cho chúng Nicotine analog thì nó giúp cho chống lại con vi khuẩn không có phát triển được và cơ thể sẽ chết. Thế vậy là chúng ta rất tốt. Thuốc này cũng rất an toàn và uống 10 ngày giống như cái thuốc của Pfizer. Và nó cũng mắc lắm, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ đã mua rồi cho nên quý vị không phải lo trả tiền. Một cái thuốc thứ ba nữa là Fluvoxamine. Cái thuốc này là thuốc rất rẻ tiền, cái thuốc này là thuốc an thần. Mà bây giờ người ta CDC ra thông cáo là cái thuốc này uống được. Tại vì nó đã được thí nghiệm ở bên Hoa Kỳ, ở bên nhiều university hospital, ở nhà thương Ford là cái nhà thương cũng nổi tiếng ở bên Michigan. Người ta uống cái này, người ta thấy khi quý vị mà uống này sớm thì quý vị sẽ không bị nguy hiểm tính mạng. Mà nó bảo vệ quý vị 80-90%, rất là tốt. Và ở bên Brazil bây giờ người ta đã làm research, người ta công nhận là cái thuốc này tốt. Nó vừa rẻ tiền và vừa tốt, rất dễ dàng quý vị nhớ tên Fluvoxamine, rất là good. Không phải giống như là chloroquine, ivermectin, mấy cái đó nó không có lợi gì cả. Ngay cả metformin cũng là cái này là dùng để chữa được thưa quý vị. Ngoài ra còn cái thuốc Sotrovimab, cái thuốc này là cái thuốc monoclonal, Sotrovimab, chứ không phải Vimab. Thì quý vị, cái Sotrovimab này quý vị chích IV, có một mũi thôi là quý vị sẽ hết bệnh, rất là tốt thưa quý vị. Đó, quý vị nhớ như vậy. Và ngoài ra còn có cái Regeneron, tức là cái thuốc cũng monoclonal, Regen COVID-2. Cái thuốc này đã được trích cho Tổng thống Trump, là cái người, một trong những người đầu tiên được nhận thuốc này và rất hiệu nghiệm. Cái thuốc này bây giờ trong nhiều thống kê ở trong các trường đại học mà chúng tôi đọc được ấy, thì nó nói rằng là cái thuốc này nó ngăn ngừa cho những người nào mà bị expose COVID mà mình thấy mình sợ mình có thể bị nguy hiểm. Quý vị đến trích cái thuốc này vô, truyền cái thuốc này vô đó, thì quý vị sẽ không sợ bị nguy hiểm nữa. Và nó bảo vệ quý vị trong vòng 8 tháng, quý vị không sợ bị COVID, rất là tốt thưa quý vị. Thường thường những người nào bị COVID thì người ta truyền cái này thì người ta khỏi hết. Cái thuốc booster rất quan trọng và cần thiết cho những người trẻ tuổi, nhất là Pfizer, Moderna và Johnson Johnson, hiệu nghiệm chống lại COVID-19 và ít phản ứng phụ lắm. Và nó bảo vệ chúng ta sau khi quý vị trích được trên 92%. Đến ngày hôm nay thì hãng Pfizer có nộp đơn lên chính phủ xin phép được thuốc Pfizer được phép trích permanent cho những người trên 18 tuổi và trích booster cho những người đã trích 2 mũi rồi. Đó là xin phép và đang chờ, có lẽ trong cuối tuần hay đầu tuần tới thì FDA có chính thức chấp nhận cái sự xin phép này hay không, mà tôi nghĩ chắc là họ sẽ được, bởi vì cái Pfizer nếu cứ phải trích lại nó ít phản ứng phụ rất là tốt thưa quý vị. Là tin trong cuộc sống hàng ngày chúng tôi, thường thường khi chúng ta lớn tuổi thì chúng ta ít uống nước, chúng ta ăn thịt, chúng ta không có vận động nhiều, chúng ta không uống nước nhiều thì mệt mỏi, không uống nhiều thì dần dần chúng ta bị suy thận, rồi huyết áp chúng ta nó cao. Thì sau khi chúng ta uống nhiều thuốc mà vẫn không bớt được thì có cái thuốc rẻ tiền lắm thưa quý vị. Tôi mách cho quý vị để quý vị nhớ, có nói với người bác sĩ mình ghi tên Clotaridone. Cái thuốc này là cái thuốc lợi tiểu tiện, nó thuộc thiazide. Thường thường khi mà chúng ta bị yếu thận rồi thì chúng ta không thể dùng thiazide được. Nhưng mà với cái thuốc này nó lại thiazide, mà nó lại giúp cho cái thận của chúng ta đỡ bị suy thận. Một phần nữa là nó làm cho huyết áp chúng ta giảm xuống được 10 mmHg. Thí dụ 100, quý vị được 14 chẳng hạn, 140 chẳng hạn, nó giảm xuống 10 là 130 là tốt. Từ những người bị yếu thận này mà thì cái huyết áp của họ rất là resistant cho medication. Thêm cái này vô nó sẽ làm cho quý vị đỡ bị huyết áp giảm xuống, gọi là Clotaridone thưa quý vị, giúp là rất tốt. Rẻ tiền cũng rẻ, có 5 xu một ngày à. Vậy rất là tốt, bắt đầu từ 12.5mg đến 25 rồi đến 50 là maximum. Thì cái thận quý vị sẽ đỡ và nó sẽ làm cái thận quý vị đỡ bị suy đi. Rất là tốt, quý vị nhớ tên Clotaridone dễ nhớ. Cái thuốc này chúng tôi hay dùng lắm, nhất là những người bị sốc xong. Chúng tôi cho uống thuốc này cộng với thuốc như beta
blocker hay là ACE inhibitor thì nó sẽ xuống. Thường thường chúng ta cho uống chung beta blocker thì nó sẽ làm cho huyết áp tốt xuống và đỡ sưng cái óc cho bệnh nhân mau tỉnh hơn, thưa quý vị. Uống cà phê, uống tốt lắm, uống cà phê uống dưới 3 ly thì rất tốt. Nhưng mà đây là một cái thống kê mới của trường đại học John Hopkins thì tôi phải mang đến quý vị, bởi vì tôi là người tôi không uống cà phê được, tôi mê cà phê, tôi uống khỏe lắm, tỉnh ngủ. Mình làm việc nhiều mình mà uống cà phê, nhất đi đỡ đẻ, ngày xưa đi đỡ đẻ mà uống cà phê là tỉnh như sáo sậu ấy, không thấy mệt gì cả, thích lắm. Giống như là quý vị uống phê đấy, thế thì uống đấy, nhưng mà nếu mà quý vị uống thứ tư, ly thứ tư đấy, thì quý vị sẽ dễ bị hư thận, quan trọng. Để thấy là vì cái trong khi quý vị uống nó vô, nó vào trong cơ thể quý vị, nó biến cái metabolite trong ruột quý vị, nó làm dần dần quý vị sinh ra quý vị dễ bị hư thận, chronic kidney disease. Do đó nếu mà quý vị mà hút thuốc lá nữa mà cộng với cà phê nữa thì nó càng tiết ra cái chất đó, nó làm quý vị càng dễ mau bị hư thận. Do đó nếu hút thuốc lá thì đừng uống cà phê, nếu uống cà phê thì đừng hút thuốc lá, nếu uống cà phê thì uống 3 ly, đừng uống tới 4 ly, thưa quý vị. Nếu quý vị uống 3 ly rất tốt, chống lại ung thư gan, chống lại sạn túi mật, chống lại ung thư bụng đái, đủ thứ hết, nhưng mà uống nhiều quá thì có thể không tốt, thưa quý vị. Sự lợi hại của cái mổ hay thông tim. Thì thường thường khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta bị huyết áp cao, chúng ta bị mỡ cao, mạch máu tim chúng ta nó sẽ bị nghẹt. Thì khi nghẹt như thế thì có hai cách để chữa, quý vị. Hoặc là chúng tôi để cái stent trong cái ống ở trong cái háng cái mạch máu, cái mạch máu bẹn quý vị lên tim quý vị, để cái stent vào trong mạch máu tim quý vị. Bây giờ nó lại có cái stent, nó lại có cái thuốc ở trong đó, thì nó để trong đó, nó làm cái mạch máu không bị kẹt lại nữa, thì nó thông mạch máu tim quý vị, không có phải mổ gì cả. Còn cái phương pháp mổ nó gọi là coronary bypass thì chúng tôi mổ ngực quý vị ra, bây giờ nó cũng đỡ lắm rồi, nó mổ nhỏ thôi, nó thông cái mạch máu tim, thay cái mạch máu tim quý vị. Thế thì bây giờ ngày xưa thì chúng tôi mổ tim quý vị, bây giờ chúng tôi đặt stent quý vị, thì có nhiều người nói mà mổ stent nó nhỏ dễ nguy hiểm, nghẹt máu thì không có được hiệu nghiệm bằng mổ không, thưa quý vị. Quả thực hai cái đó hiệu nghiệm gần bằng nhau. Nghĩa là quý vị, cái người bác sĩ quý vị họ thích cái gì họ sẽ mổ quý vị, họ sẽ giải thích cho quý vị, họ sẽ chọn quý vị. Và nếu người ta chọn cái nào thì mình quý vị cũng tin, nhận nó đi, bởi vì thực sự ra nó tùy theo người bác sĩ của mình mà tùy theo tình trạng của cái tim, cái mạch máu của mình, người ta sẽ đổi cho quý vị, hoặc là bypass hoặc là cái stent. Và hai cái đó hiệu nghiệm giống nhau, quý vị nhìn cái stent nó để cái ống ở trong đó sẽ thông cái mạch máu quý vị. Đó là cái chính của ta. Bây giờ khi chúng ta bị mạch máu tim hơi nghẹt, quý vị phải tập thể dục này, bỏ thuốc lá này, quý vị uống thuốc để giảm mỡ statin này, uống thuốc để giữ đường nó tốt này, và giữ huyết áp tốt thì quý vị sẽ không, nhiều khi không phải mổ. Nếu không phải mổ thì chúng ta có thể làm stent hoặc là mổ bypass thay cái mạch máu tim, quý vị. Như vậy là rất an toàn, và quý vị hy vọng là quý vị sẽ được khỏe mạnh. Nhớ chính, muốn tránh cái bệnh này quý vị phải tập thể dục, ăn uống cẩn thận, bỏ thuốc lá và ăn rau ăn trái cây nhiều, thưa quý vị, uống thuốc giảm mỡ. Nếu chúng ta lớn tuổi, đàn ông lớn tuổi hay bị ung thư tuyến tiền liệt, tức là prostate, mà có vấn pháp lần là bây giờ chúng tôi không muốn quý vị thử máu nữa, chúng tôi để kệ quý vị, bởi vì thường người ta thấy có nhiều người bị ung thư nhíp ở tuyến, người ta không làm gì cả, người ta sống mãi đến 70-80 tuổi người ta mới chết. Chết rồi mới thấy ra lòi ra có ung thư thiệt. Do đó mà nhiều người sợ là bảo bây giờ mình mổ cho bệnh nhân, mình khám phá ra ung thư, mình mổ ra bệnh nhân, mổ nhiều sớm. Nhiều khi bệnh nhân bị bất lực, nhiều khi bị xón tiểu hoài, đéo táo hoài, khổ quá, chẳng có lợi gì cả. Thế thì không mổ, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng bị ung thư nhíp ở tuyến, nếu chúng ta mổ thì chúng ta sống lâu hơn, mau khỏi bệnh hơn. Có nhiều người không mổ, không sao, có những người mổ, không mổ, ăn uống bậy bạ thì dễ mà chết hơn. Thế thì hôm nay tôi đọc được cái bài này, tôi mang đến mách cho quý vị, chẳng may là đông lớn tuổi, cái nhíp ở tuyến nó bị, có thể hơi bị suy, hoặc là bị có thể bị sợ bị ung thư nhíp ở tuyến, thì quý vị phải ăn những cái gì đừng có chất phenin, acetin, colin, glutamin, chất colin và chất betamin. Thế cái phenylalanine nó là một cái loại amino acid protein ở trong cơ thể chúng ta, nó được thường thấy ở trong sữa tươi, uống sữa tươi. Hay quý vị ăn thịt đỏ, ăn thịt gà cũng bị, quý vị ăn soy cũng bị, fish cũng bị, bean cũng được, nut cũng bị. Diet soda, tức là quý vị uống aspartame trong mấy cái diet cốc ấy, thì cũng có thể bị cái đó. Nó biến thành cái chất tyrosine, nó biến cái neurotransmitter dopamine, và nó làm cho cái metabolite, nó làm cho cái nhiễm của chúng ta nó trở thành độc hơn, nguy hiểm hơn. Hoặc cái chất colin, animal product, tức là gồm có meat này, fish này, trứng gà này, uống sữa tươi cũng bị. Đó, đàn ông mà lớn tuổi không nên uống sữa tươi nhiều. Poison là một cái loại rau, nut và seed vision. Cái betaine là nó từ shellfish, tức là cái biển ấy, thưa quý vị, oyster cái thứ đấy, ngon lắm. Wheat, bánh mì cái thứ cũng bị, spinach cũng bị. Và beet là cái rau củ cải hay là hai củ cải đỏ, thưa quý vị. Thế thường thường khi chúng ta ăn mấy cái này nhiều thì chúng ta sẽ bị ung thư, chết vì ung thư nhíp ở tuyến 2.5 lần
so với người không bị không ăn mấy chất này nhiều. Nếu quý vị ăn colin và betaine, quý vị chết gấp 2 lần lên. Do chúng ta mấy khi chúng ta bị nghi ngờ bị ung thư nhiễm bởi tuyến, chúng ta bớt ăn thịt đỏ đi, bớt ăn mấy cái đồ như soy hay là fish nhiều đi, ăn rau, ăn trái cây là tốt thưa quý vị. Rồi giống như ăn chay là tốt, đừng không có phải đừng ăn kiêng cứ ăn vừa vừa không sao quý vị. Nếu chúng ta bị trầm cảm đấy, cái bài học sau này là rất quan trọng, bởi vì có nhiều người bị trầm cảm nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta không đi khám bác sĩ, người ta không cho thuốc chúng ta, hoặc là chúng ta bị trầm cảm mà chúng ta có thuốc mà chúng ta uống không điều hòa, chúng ta có thể đi tới trầm cảm đến độ muốn tự tử chết. Thì bây giờ chúng tôi đọc trong cái này, tại vì ngày xưa khi chúng tôi ở Việt Nam, tôi làm bác sĩ ngoại khoa, sản phụ khoa ngoại khoa, thì trong cái chiến tranh chúng tôi hay dùng cái thuốc này lắm, tôi quen thuộc cái thuốc này, tôi dùng tôi thích lắm, tôi sang bên này tôi cũng dùng một thời gian, sau bây giờ tôi có nhiều thuốc mà tôi không cần dùng nữa. Cái thuốc này là ketamin thưa quý vị. Khi mà quý vị chích cái này vô, nó là anesthetic, chích vô thì bệnh nhân sẽ hết bị trầm cảm ngay. Bằng chứng là những người trầm cảm quá, người ta đến truyền cái chất thuốc ketamin này sáng sau là khỏe, yêu đời hết muốn chết liền, yêu đời thèm chết sống không muốn chết nữa. Cái thuốc này nó chỉ truyền nước biển, nhưng mà nó phải có những nơi đặc biệt, người ta, quý vị đến người bác sĩ tâm lý quý vị, người ta sẽ truyền cho quý vị, và người ta phải cẩn thận theo dõi quý vị và screening quý vị để make sure quý vị không dần dần quý vị nghiền thuốc này thì cũng chết. Mỗi lần chích cái này, tôi hồi xưa tôi ở Việt Nam tôi chích cho bệnh nhân của chúng tôi thì họ hay khóc lóc, họ kể lể, họ bị hallucination, họ tất cả những cái ẩn ức ngày xưa họ nhìn thấy lại hết, rồi họ khóc lóc. Mấy bà bầu mà hư thai đến với tôi chích cho cũng hư thai đến thì chúng tôi nạo ra không có đau. Ngày xưa ở Việt Nam đâu có thuốc gì, chỉ chích cái này vô là làm nạo thai cho người ta một cách dễ dàng thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị mà ở hồng mạch thì nó có cái thuốc nó gọi là thuốc esketamin, quý vị nhìn cái thuốc đó nó xịt vào mũi tuần một lần thì quý vị đang chán đời, quý vị bác sĩ biên toa quý vị phải ra mua xịt vào mũi là quý vị hết chán đời, yêu đời trở lại. Nếu mà bà mẹ nào mà thấy con mình nó chán đời, nó muốn chết quá thì có thể nói với người bác sĩ cho nó ketamin, nó buồn quá nó dùng, nhưng mà dùng quá nó sẽ bị sợ, nó nghiện nó chết, nó sẽ hallucination, nó buồn. Vì vậy quý vị biết cái tên thuốc này để quý vị cần quý vị nói với người bác sĩ của mình để được cái thuốc dùng ketamin dễ dàng. Cái thuốc này rất là không có hại gì cả, nó chỉ có thể làm cho người ta dễ bị ảo tưởng. Các nhân viên làm ở những siêu thị, chợ, tất cả những nơi nào công cộng ấy, thì nên được chích mũi thứ ba và booster thì nó sẽ bảo vệ quý vị. Đó là cái thống kê ở bên Do Thái, nó bảo vệ 92%, rất an toàn, không có phản ứng phụ nhiều thưa quý vị. Quý vị Pfizer hoặc là Moderna đều nên chích mũi thứ ba, còn cái Johnson Johnson thì quý vị nên chích mũi thứ nhì. Bệnh tiểu đường là một bệnh của những người từ xưa, chúng tôi nói quý vị bị tiểu đường là bị suốt đời, quý vị sẽ chết sớm 10 năm, bây giờ sai rồi. Bị tiểu đường nếu quý vị biết còn trẻ, quý vị tập thể dục, ăn uống kiêng cữ, súng ký, quý vị có thể làm cái đường quý vị nó trở lại bình thường. Nó gọi là reverse hoặc là cure là khỏi bệnh luôn. Nhưng mà đây cái bài này nó nói rằng là có thể xảy ra, có thể làm được. Nhưng mà mình nên dùng chữ remission thì tốt hơn, remission để cho người bệnh nhân hiểu là nó có thể rút lui. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận nó sẽ bị lại. Do chúng ta phải luôn luôn, nếu chúng ta súng ký, chúng ta phải giữ súng ký ngoài, chúng ta phải ăn kiêng ngoài. Chúng ta đừng ăn nhậu nhẹt đi, nhậu nhẹt ăn bánh mì nhiều, ăn phở nhiều, ăn bánh bao nhé. Tôi có bà bệnh nhân bị tiểu đường mà thích ăn 3 ngày nào mà phải ăn một cái bánh bao. Cái đường mà không thể kiểm soát được. Thì tôi phải nói bà ăn nỉ mãi thì bà mới hiểu. Thì bà không ăn bánh bao nữa, ăn ít thôi. Thay vì mình ăn một cái bánh bao, mình ăn 1/4 nữa, ăn chậm chậm thì enjoy cái life của mình. Đó để nhớ, quý vị nhớ là như vậy mình sẽ được đỡ bị tiểu đường. Và nhớ một điều là khi mà quý vị có đường nó bình thường như nào, quý vị khó ăn kiêng cữ nó dẫn lại làm quý vị dễ bị bệnh tim mạch, dễ bị hư thận, là bởi vì nó gọi là metabolic memory, xin quý vị cẩn thận. Và cuối cùng là hai cái thuốc mới chúng tôi muốn nói cho quý vị đây là cái thuốc đầu tiên là thuốc tiệc vaya. Quý vị nhìn màn hình quý vị thấy tiệc vaya, cái thuốc này là thuốc xịt vào mũi dành cho những người mắt bị khô. Quý vị nhỏ mắt thôi mà nó mất thì quý vị có thể xịt cái này vô mỗi ngày một lần thì nó sẽ làm mắt quý vị đỡ bị khô đi rất là dễ. Đây là cái thuốc này mới. Thứ hai nữa là cái thuốc để chống lại cái bệnh mỡ trong gan. Quý vị nhìn cái mỡ trong gan nó nguy hiểm lắm, nó hồi chai gan, nó làm chúng ta ung thư gan phải thay gan. Cái thuốc đó là cái thuốc là oral pro drug of testosterone, được phép dùng sớm, tức là fast track user là vì cái bệnh này nhiều người Mỹ nó bị lắm, nó mập nó bị nhiều lắm. Cái tên khoa của nó LPCN1114, 142mg ngày 2 lần. Hy vọng khi nó ra nó có tên thị trường thì chúng tôi sẽ nói quý vị để quý vị mua. Và cái thuốc, có một cái thuốc tuần trước chúng tôi đã nói quý vị, nó là lanifibranor. Cái thuốc này cũng rất là tốt, nó được đăng trong tờ New England Journal of Medicine. Lanifibranor nó sẽ uống thì nó cũng làm giảm cái chai gan của quý vị, đỡ bị ung thư gan, đỡ bị phải thay gan.
Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây để xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Chúng tôi chỉ có một điều nhắc nhở quý vị là trong cái tuần này quý vị có thể đến kêu vào văn phòng chúng tôi để được nghe những buổi thuyết trình về cái cách đổi bảo hiểm của mình và cái Medicare của chúng ta. Medicare vẫn thích chúng ta nhớ đeo khẩu trang giùm chúng tôi, chích ngừa mũi thứ ba, rửa tay và khoảng cách 6 feet. Xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị tuần tới. Cảm ơn quý vị.